gắt gỏng với bố và gắt gỏng với bạn, và lúc nào cũng rất là khó chịu luôn, rất là khó chịu, và nó khiến cho bạn giống như là bạn nói là bạn không hiểu được vì sao mà mẹ giống như là mỗi ngày cứ làm cho bạn ghét mẹ hơn. Bạn cảm thấy ghét mẹ mình là tại vì cứ cứ ngày nào bà cũng sáng dậy, lúc nào hồi trước là bà không bao giờ la mắng con, bây giờ thì lúc nào bà cũng la mắng, bạn làm cái gì mẹ cũng không hài lòng, dường như là bạn làm cái gì mẹ cũng không hài lòng, và mẹ cứ gắt gỏng, cứ khó chịu, và cứ đổ thừa là ô tại vì mẹ bệnh nên mẹ mẹ đau lắm cho nên là mẹ khó chịu, và cứ như vậy, và bạn rất là ghét, và bạn ghét luôn cả cái căn bệnh của mẹ. Bạn thấy rằng là cái căn bệnh nó cướp đi của bạn một cái người mẹ, một cái người mẹ rất là hiền lành, rất là tốt, nhưng mà cuối cùng là trở thành một cái người rất là kinh khủng. Rồi một năm sau, khoảng lúc mà bạn khoảng 9 tuổi đó, thì mẹ bạn chết. Mẹ bạn chết thì không lâu sau đó thì bố bạn lấy một cái người vợ mới, và cái cô này là một cái người rất là tốt, cho nên là khi mà bạn sống với lại cái người mẹ kế này á, thì bạn rất là hạnh phúc, là tại vì cái người mẹ kế lúc nào cũng yêu thương, cũng quan tâm đến bạn, cũng nói chung là không có những cái điều mà giống như mẹ bạn đã làm trong cái những cái ngày mà cuối đời của mình với bạn, không có cư xử theo cái cách như vậy. Và bạn rất là quý người mẹ kế này. Cho đến khi mà bạn vào đại học. Bạn vào đại học thì một ngày thì tức là sau đó là bạn quên luôn mẹ, bạn cảm thấy rằng là cái ký ức về mẹ là một ký ức rất xấu và bạn không muốn nghĩ tới nữa. Thì có một ngày trong lúc mà bạn khi mà bạn được vào đầu đại học thì niềm vui của cả nhà, và bạn lên Facebook và bạn chia sẻ này kia đó, thì tự nhiên có một cái người phụ nữ kết nối với bạn và nói rằng là cô muốn gặp con. Cô muốn gặp con. Thì bạn rất là ngạc nhiên và hỏi là cô là ai, thì nói là cô là một cái người bạn của mẹ con và muốn gặp con. Ban đầu bạn không có muốn gặp. Nhưng mà sau đó rồi á thì bạn nghĩ rằng là bạn cần gặp cái người phụ nữ này. Và khi mà bạn gặp á thì cái người phụ nữ này mới đưa cho bạn một cái hộp. Và trong cái hộp đó đó có một cái số tiền rất là lớn. Đó là hình như là 160.000 đô sinh cái gì đó, bạn nói Trang nhớ không rõ, nhưng mà đại khái là một cái khoản tiền lớn. Và một cái lá thư của người mẹ để lại cho con. Và cái lá thư đó đó bạn mở ra bạn đọc, và trong cái lá thư đó người mẹ nói rằng là mẹ thật sự là mẹ xin lỗi con, mẹ nợ con một cái lời giải thích mà bây giờ thì mẹ mới có thể nói được, bởi vì bây giờ con trưởng thành rồi, con đã có ý thức và con hiểu được tất cả mọi chuyện, và bây giờ thì mẹ mới nói cái lý do mà mẹ đã cư xử rất tệ với con ở trong những ngày cuối đời của mẹ. Đó là bởi vì mẹ nghĩ rằng là nếu như mà mẹ là một cái người mẹ tuyệt vời trong mắt con á, thì khi mà mẹ biết chắc rằng là khi mẹ chết đi, bố là một cái người rất là trẻ, chắc chắn bố sẽ có một cái người vợ khác. Và cái người đó sẽ là cái người chăm sóc con ở suốt một cái giai đoạn trưởng thành của con. Và con bắt đầu đi vào cái tuổi vị thành niên, cái tuổi mà ở đó tâm lý rất là khó chịu, khó ở, dễ tâm lý thay đổi. Thì như vậy đó, nếu như mà mẹ vẫn cư xử với con như là một cái người, một cái hình tượng, một cái người mà cái hình mẫu của một cái người mẹ tuyệt vời á, thì khi cái người phụ nữ kia đến á, con sẽ không có được cái sự trân trọng, bởi vì con luôn luôn có cái sự so sánh với mẹ. Cho nên mẹ thật sự xin lỗi con bởi vì mẹ cư xử với con như vậy, nhưng mà mẹ có lý do của mẹ. Bởi vì mẹ muốn rằng là cái hình ảnh của cái người phụ nữ, cái người mẹ kế đến với con phải là một cái hình ảnh đẹp nhất ở trong cái suy nghĩ của con. Thì như vậy con mới có được hạnh phúc. Vì như vậy con mới có được tình yêu thương với người đó, và con mới có được cuộc sống hạnh phúc. Và không phải chỉ có con hạnh phúc mà cái người phụ nữ đó cũng hạnh phúc, và bố con cũng hạnh phúc. Cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện thật, và Trang rất là xúc động khi nghe bạn đó kể. Trang không thể nào mà Trang có thể hình dung được là cái sự hy sinh của một người mẹ mà có thể lớn đến như vậy. Chúng ta không bao giờ có thể hiểu được những cái điều như vậy. Nhưng mà người mẹ là một cái người mẹ, chúng ta luôn luôn nghĩ về con mình nhiều hơn là con có thể nghĩ về mình. Và như vậy khi mà chúng ta viết cái nhánh mẹ đó, 100 điều biết ơn, hãy nghĩ về những điều như vậy.
Hãy nghĩ về cái sự thầm lặng của người mẹ ở đằng sau đó là cái gì đã giúp cho cuộc đời của chúng ta như thế nào. Khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết đó, khi mà chúng ta có được cái cảm xúc đó, khi mà chúng ta trào nước mắt ra, khi mà chúng ta viết về những cái điều mình biết ơn mẹ, chạm được vào cảm xúc đó, chính là bạn chạm được vào cái lòng biết ơn sâu sắc ở bên trong mình. Khi mà bạn làm được cái việc này, thì cái cây biết ơn của bạn sẽ vô giá. Đó là cái cây đời của chúng ta. Đó là cái cây sinh mệnh của chúng ta. Cho nên cái cây biết ơn nó sẽ trở nên vô giá với bạn. Tất cả tài sản của bạn, tất cả sự nghiệp của bạn, tất cả thành công, hạnh phúc, thịnh vượng của bạn đều nằm ở trên cái cây biết ơn này. Cho nên khi viết về cây biết ơn, hãy nhìn thật là sâu vào trong cái sự kết nối giữa mình với một người khác. Hãy nhìn sâu vào trong cái sự kết nối đó để mà chúng ta hiểu rằng là không có cái gì là vô duyên, vô cớ ở trong cuộc đời này hết. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có cái lý do, đều có cái ý nghĩa và họ đều dẫn dắt mình về một cái điều gì đó, giúp cho mình nhận biết một cái gì đó, giúp cho mình cải thiện một cái gì đó. Và nếu mà chúng ta có cái sự biết ơn sâu sắc thật sự thì chúng ta đã kết nối với cái bản chất của linh hồn, cái vẻ đẹp thật sự của linh hồn. Lúc đó hãy nói về tình yêu thương vô điều kiện. Còn khi chúng ta chưa làm được cái điều đó, chúng ta rất khó để kết nối vào cái tình yêu thương vô điều kiện của mình. Và từ 100 mối quan hệ, chúng ta có thể bắt đầu từ 100 mối quan hệ. Nhưng mà bạn biết rằng là 100 thiên thần, những cái nhánh chính ở trong cuộc đời của mình, nó không dừng lại ở đó. Nó sẽ tạo ra cho bạn vô số những cái kết nối không giới hạn. Endless, không có kết thúc, không có điểm dừng. Trang biết chị Minh Kiềm, chị Minh Kiềm biết thầy Thái. Thầy, rồi từ đó mà Trang mới biết thầy Thái, rồi Trang biết đến cái cộng đồng của cô chú anh chị em ở đây và Trang biết rất nhiều con người ở đây. Cái sự kết nối giữa Trang với cô chú anh chị em ở đây, nó đi qua tầng tầng lớp lớp. Rồi nó cũng không dừng lại ở đó. Nó còn đi xa hơn nữa, xa hơn nữa, xa hơn nữa. Cái sự kết nối là vô tận. Và cái sự kết nối vô tận này nó tạo ra nguồn lực vô tận. Nó tạo ra một cái dòng năng lượng vô tận. Cho nên khi mà chúng ta làm cái cây biết ơn là chúng ta tạo ra được một cái dòng chảy, một cái dòng chảy hai chiều mà nó vô cùng vô tận. Sự thịnh vượng của chúng ta nó đến từ cái dòng chảy hai chiều vô cùng vô tận này. Muốn phước đức vô cùng vô tận thì hãy gửi cái lòng biết ơn của mình đến vô cùng vô tận con người trong cái kết nối hai chiều này. Khi mà chúng ta hiểu được cái dòng chảy hai chiều thì chúng ta sẽ thấy mình được kết nối với vô số cuộc đời. Và khi chúng ta kết nối được với vô số cuộc đời thì chúng ta biết được rằng cuộc sống của mình cũng là vô cùng vô tận. Mình không phải chỉ có một cuộc đời, mà mình là sự kết nối với vô số cuộc đời, bởi vì mình là một phần của vô số cuộc đời. Mình là người khác là mình. Không có phân biệt đâu ạ. Không có phân biệt. Đó là những cái gì mà Trang muốn chia sẻ với cô chú anh chị em ngày hôm nay. Ngày hôm nay là cái ngày mà mình sẽ tập trung vào cái việc là mình xây dựng cái ngồi liệt kê xuống tất cả những cái mối quan hệ 100 thiên thần ở trong cuộc đời của mình, và là mình bắt đầu mình nhìn nhận lại từng cái mối quan hệ, mình cảm nhận về từng cái mối quan hệ như thế nào, mình biết ơn từng con người trong cuộc đời mình như thế nào. Và đó chính là những cái gì mà Trang muốn chia sẻ ngày hôm nay. Trang rất là cảm ơn ạ. Trang không biết là Trang sẽ xin được Trang sẽ trả lời khoảng hai cái câu hỏi, hai cái thắc mắc, hai giải đáp hai cái thắc mắc của cô chú anh chị ở đây nha. Trang xin phép là chỉ hai thôi nha, nhưng mà bữa sau thì có thể mình rộng thời gian hơn thì nếu như mà dĩ nhiên cho đến khi kết thúc cái phần lòng biết ơn này đó thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để mà trao đổi, để đảm bảo rằng tất cả cô chú anh chị em làm được cái cây biết ơn cho mình, làm được một cái cây biết ơn thật sự, cái cây đời thật sự cho mình. Rồi bây giờ Trang xin phép thầy Thái và xin phép mọi người là cho Trang, nếu mà cô chú anh chị em nào mà cảm thấy có một cái suy nghĩ gì đó hay là có một cái câu hỏi gì đó thì có thể đặt ra, thì mình sẽ giải đáp cho hai câu hỏi hoặc là hai cái chia sẻ. Trang xin mời ạ. Cô thì xin mời nè. Rồi Trang thấy có
có chị Nguyễn Thị Dung ạ, có Nguyễn Thị, bạn Nguyễn Thị Dung ạ. Cho xin mời bạn Dung ạ. Em xin chào thầy cô ạ, không biết thầy cô đã nghe tiếng của em chưa? Nghe rõ lắm ạ. Vâng, em xin chào thầy Tài, em xin chào cô và em xin chào tất cả các toàn thể các anh chị em có mặt trong buổi hôm nay. Em thực sự là em rất hồi hộp, không biết em từ nãy giờ em học rất là nhiều ạ, và em không thốt được lên lời ạ, không biết nói được, không nói lên được cái cảm xúc của mình ngay lúc này. Em chỉ thấy đang rất hạnh phúc, rất biết ơn vì đã được biết đến cộng đồng SE, biết đến thầy Tài và biết đến cô. Và hôm nay em đã học được những bài học mà rất là sâu sắc. Em đã hôm nay em rất là xúc động, em chỉ biết nói được đến thế thôi ạ. Em sẽ em đã dậy sớm để nghe Dung. Em biết đến SE là K09 vào cái giây phút cuối cùng ạ. Và em đã rèn được thói quen dậy nghe Dung vào lúc 4 giờ sáng, thì là vào lúc 4 giờ 15 sáng là em đã dậy được 2 tuần liên tục rồi ạ. Và em cam kết với lòng mình rằng là em cam kết với mình là sẽ dậy sớm từ ngày mà em được 2 tuần đấy ạ, là em sẽ dậy sớm mà để chiến thắng cái con quỷ ở bên trong mình ạ. Em xin hết ạ. Em cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ Trang xin mời thầy Thái chọn giúp Trang một anh chị em nào để chia sẻ nữa. Dạ, thầy xin mời Lâm. Thầy xin mời Lâm. Dạ, mời Lâm ạ. Xin chào cả nhà gia đình, đại gia đình SE. Xin chào thầy Thái và chào cô Thiên Trang. Em cũng lắng nghe cô rất là nhiều, và thực sự là những cái giá trị nhận được từ cô thì quá lớn. Ngày hôm nay thì là một cái trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời, và em cũng có một cái cảm nhận của mình ấy cô, đó là cái tâm không ạ. Cái cuối cùng, tất cả cuối cùng nó là tâm không. Thế và ngày trước thì mình không có biết nên là mình đã làm rất là nhiều những cái điều nó không có đúng với cái điều này, nó sai rất là nhiều, sai với chính mình, sai với người thân, sai với bạn bè, đồng nghiệp rất là nhiều. Và em nghĩ rằng đó là những cái nợ mình còn phải nợ rất là nhiều người. Thì chắc chắn là để mình cân bằng trở lại, để trở về cái không á, thì mình sẽ phải bù đắp lại những cái điều đó, những cái hành trình mình đi. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay, ngay sau hôm nay thì sau khi kết thúc cái chương trình này, thì em nghĩ là cái việc đầu tiên em làm sẽ là gọi điện về cho bố mẹ. Và mình có thể chỉ là nói chuyện thôi, nhưng mà với một cái lòng biết ơn, một lòng biết ơn. Và sau đó thì sẽ là một cái lòng biết ơn với lại nhiều người khác, ngay cả những cái đồ vật xung quanh mình trân quý đó. Thì cảm ơn cô rất là nhiều. Thì hôm nay là cái ngộ ra rất là rõ. Cảm ơn cái câu chuyện của con sư tử của cô đã giúp em ngộ ra rõ hơn về cái tính không, cái tâm không ạ. Dạ, cảm ơn cô và cảm ơn cộng đồng ạ. Cảm ơn thầy Thái. Rất là cảm ơn chia sẻ của Lâm. Ở cái điểm mà mình chạm về không đó là cái điểm mà mình chạm đến cái tiềm năng vô hạn. Có một cái video clip mà chắc là nếu như mà đủ nhân duyên nha, Trang không biết, Trang không hứa trước, nhưng mà đủ nhân duyên Trang có thể có thời gian để share cái video, nó khoảng mấy phút thôi, nhưng mà nó cho mình thấy một cái điều, đó là một cái nghiên cứu người ta đi vào trong, người ta cứ dùng một cái việc là người ta zoom out và zoom in, tức là người ta cứ phóng chiếu lớn lên giống như một cái camera mà mình bắt đầu mình phóng chiếu lớn lên, bắt đầu từ một cái cặp vợ chồng nằm ở trên cái bãi cỏ picnic.
và họ bắt đầu họ nhìn lên cái bầu trời xanh, họ nhìn qua chiếc lá, họ nhìn lên và cứ bắt đầu cứ làm đi rộng ra, rộng ra, rộng ra, lớn lên, lớn lên, lớn lên để nhìn hết toàn cảnh của cái vũ trụ này. Thì khi mà chạm đến cái sự tận, tức là nó không phải là chạm đến, mà cứ càng lớn hơn thì càng về cái tới cái điều mà lớn lao nhất của vũ trụ này, nó không có gì cả. Và họ bắt đầu họ zoom in, họ đi nhỏ 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 xuống, đi vào trong từng cái tế bào, từng cái nhỏ tí 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 tí, thì đến cái tận cùng của cái nhỏ nhất nó cũng không có gì cả. Có nghĩa là chúng ta không có cái bắt đầu, không có cái kết thúc, không có cái gì là có, không có cái gì là không. Tất cả nó đều, khi mà chúng ta chạm đến cái điểm không đó, cái tâm không mà giống như Lâm nói, là ở nơi đó, đó là tiềm năng vô hạn của mọi thứ. Và chúng ta hoàn toàn có thể chạm đến nó ngay bây giờ, nếu chúng ta hiểu cái câu chuyện con sư tử vàng đó. Có nghĩa rằng chúng ta hiểu rằng mọi thứ xung quanh mình, không có cái gì là có tự tính, không có cái gì đến từ chính nó. Có nhiều người nói là, thì á, cái vấn đề á, là không phải là cái ông thầy bói ông giỏi, mà bởi vì ông thầy bói cũng là cái sự phóng chiếu trong hạt giống của bạn mà thôi. Tất cả mọi thứ ở xung quanh chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta hiểu con sư tử vàng, chúng ta hiểu cái sự phóng chiếu đó, là chúng ta hiểu được cái tiềm năng vô hạn của mọi thứ ở xung quanh mình. Cho nên là rất rất là thú vị, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi trên cái hành trình đó, càng ngày chúng ta sẽ càng chạm được sâu hơn vào trong cái điều đó. Rất là cảm ơn chia sẻ của Lâm cũng như là của các bạn. Thì bây giờ Trang sẽ nhường cái diễn đàn này lại cho thầy Thái nha. Xin nhờ thầy Thái take care giúp Trang từ bây giờ cho đến hết cái chương trình nha. Bây giờ Trang xin phép Trang out ra trước để dạ, Trang đi. Dạ rồi. Trang xin cảm ơn ạ. À. Trang xin chào. Dạ. Hẹn gặp nhau vào chủ nhật tuần sau ạ. Dạ. Dạ. Ok, cảm ơn em. Cái cảm xúc của em rồi cái năng lượng và cái giá trị em nhận được vừa xong á, thầy cảm được rất là sâu cái sự ngộ. Dạ. Cái điểm đó gọi là cái điểm khai sáng trong từng khoảnh khắc của mình ở nơi này đó. Dạ. À, thì bây giờ em làm ngay cái việc đó luôn. Hãy gọi điện cho mẹ mình. Dạ. Ngay lập tức luôn, gọi trên cái cộng đồng luôn. Và em sẽ nói năm mật ngữ tình yêu với mẹ của mình đó. Với cái cảm xúc sâu thẳm nhất, biết ơn nhất với mẹ của mình. Em làm ngay bây giờ được không? Dạ, em làm được ạ. Dạ. Ok, em làm. Và nếu như trong phòng Zoom mình ai kết nối... cùng kết nối với mẹ thì hãy gọi điện cho mẹ, gọi điện cho ba. Những người nào không còn ba hoặc mẹ thì gọi điện cho một người nào mình biết ơn nhất. Và cứ nói năm mật ngữ tình yêu đó với mẹ. Hãy làm cái việc này. Cái sự kết nối nó quan trọng nha. Với tình yêu thương nhất của mình. Lâm làm đi. Lâm thực hành, mọi người hiện hữu hoặc thực hành hoặc là cùng theo dõi Lâm nha. Ok, xin mời em. Em phải lấy cái điện thoại khác phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Em lấy điện thoại để mọi người cùng... chạm được năng lượng đó. Rất tuyệt. Trên cả nhà đợi một xíu ạ, em lấy cái điện thoại. Mọi người hãy gửi cái điều gì tuyệt vời nhất, năng lượng nhất đến cái người mình yêu thương, biết ơn, đặc biệt là người mẹ của mình. Còn nếu là mẹ thì hãy gọi điện cho con của mình cũng được. Một trong những cái kết nối mà bắt buộc mình thông suốt để mình hạnh phúc, thịnh vượng, bình an được á. Và một trong những cái vết thương cảm xúc cần chữa lành nhất trong cuộc đời của chúng ta không ai khác ngoài cha mẹ. Dù các ngài còn sống hay qua đời thì cái mối kết nối đó là mối quan hệ, mối kết nối quan trọng nhất. Và có cái vết thương gì ở đó phải chữa lành nó nhanh nhất có thể thì nó mới tuôn được cái cảm xúc của mình. Đó là cái đầu tiên nha các bạn. Rồi kế đến con của mình. Cha mẹ, con, đến anh em ruột, đến vợ chồng mình. Đó, cái vòng kết nối này là phải chữa lành nó. Được không? Ok, các bạn hãy cùng kết nối với mẹ mình hoặc là người mình yêu nhất cùng với Lâm nhé. Thầy xin mời Lâm. Chúng ta chờ đợi mình hít một hơi thật sâu vào, nhẹ nhàng đón nhận cái cảm xúc tình cảm biết ơn với người thân của mình, đặc biệt là với cha mẹ của mình. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep. Chắc là để em sẽ vượt qua cái thử thách này một chút. Không gọi cho mẹ không có được, để em gọi cho bố. Đúng rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Thì rất là biết ơn thầy Thái có một cái buổi chia sẻ, thầy có nói về cái cảm xúc ấy, cảm xúc, và đặc biệt là thầy vừa nhắc lại đó, đầu tiên là cảm xúc với cha mẹ,
Sau đó thì với vợ Lâm rất thì là đẹp. cũng chia sẻ với lại cả nhà, đó là em cũng có rất là nhiều những cái tắc về cảm xúc với bố với mẹ, đặc biệt là với bố. Bây giờ là cơ hội rất lớn với cho em hiện hữu nha. Với cái năng lượng hôm nay mọi sự nó có tính không? Bạn em xin phép ạ. Bà con chào bố. Bố à, bố đi tập thể dục vào giờ à? À thế ạ, vâng. Dạ vâng, bố ơi, con gặp mẹ một chút được không ạ? Con gặp mẹ một chút được không ạ? Dạ, con gặp mẹ một chút được không ạ? Số của con Lâm mà. Con gọi bằng số của Hiền. Dạ, con gọi bằng số của Hiền bố. Vâng ạ, vâng. Dạ, sao con gọi cho mẹ mà không có được, sao con gọi cho bố, con gọi bằng dạ, vâng. Em nói với bố luôn đi. Nói Vâng. một điều với bố. Bố ấy thì hôm nay con đang dự một cái chương trình, thực sự là con nhận ra được rất là nhiều điều giá trị, và con nghĩ ngay đến bố đến mẹ. Và con thực sự là con nghĩ suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều về 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 bố mẹ rất là nhiều. Và hôm nay thì con cũng ngộ ra được rất là nhiều thứ. Và con đầu tiên đấy thì con phải nói lời xin lỗi bố. Con thấy là con có rất là nhiều điều không không đúng, rất là nhiều điều sai. Rất là nhiều sai với bố, nên là trước tiên thì con xin lỗi bố. Con xin lỗi bố rất là nhiều. Vì có thể là do vô tình hay là cái hạn chế về hiểu biết thì đôi lúc con làm cho bố buồn. Con làm cho bố phải suy nghĩ nhiều. Nên trước tiên con xin lỗi bố. Và con cũng rất là biết ơn bố mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Đã sinh ra con trong cuộc đời này vậy. Cái công ơn đấy. Cái đó thì kêu bố làm cái công lao đấy thì nó sẽ không thể có gì có thể so sánh được, không gì có thể so sánh được. Cái điều này thì con đã biết từ rất lâu rồi. Mặc dù là bố mẹ không cho con được những cái điều kiện tốt, hay là còn rất nhiều những cái hạn chế, nhưng công lao bố mẹ dành cho con ấy, thì con muốn nói với bố là không gì có thể so sánh được, không gì trên cuộc đời này có thể so sánh được. Vì đã cho con có một hình hài trên cuộc đời này, và con biết ơn bố mẹ rất nhiều. Từ rất lâu rồi con muốn nói điều này mà không nói được. Con đang ở nhà bố ạ. Dạ. Dạ thì cái này thì dạ con cũng muốn nói để bố yên tâm á, là cái đấy thì cái đấy nó là đương nhiên, nó là cái điều mà con biết từ rất là lâu rồi, nên là bố cũng không có phải suy nghĩ nhiều về việc đó. Thì cái đấy thì bố cũng...
trả. Vâng. Đóng thì được đâu. Dạ. Thế là các con là phải tự thân và vận động để làm cho nó tốt. Dạ. Còn lại khá trả là một mực. Dạ. Vâng. Còn nếu như mà làm ăn không ra gì là quận, còn bố mẹ thì về cái điều kiện rồi về cái là năng lực rồi trí rồi là ấy thì bố mẹ chỉ biết là nuôi lớn một rồi cho ăn học. Dạ. Thế là thì rồi còn đến bây giờ các con là cố gắng mà ấy thì còn về suy nghĩ nó vừa là cái tính toán là như vậy là cái giờ nó phải cố gắng để mấy thì dạ. Đừng có suy nghĩ nó quá rồi cái sức khỏe coi nhá. Vâng, dạ. Giờ thì nó suy nghĩ quá, những khỏe mà học lớp đó nó kia thì theo bố nghĩ là cũng vừa phải, còn lại phải ra thực tế. Còn phải dạ. Như vậy làm việc này, làm việc khác lại một kiếm tiền. Vâng. Vợ còn mà lập chất có định thức có khá trả về kinh tế thì như là vợ chồng rồi con cái rồi với gia đình khá là thực tế. Vâng. Kinh tế được còn như vậy là nếu như mà không phấn đấu về kinh tế thì cũng nói là nghĩ gì nghĩ nói gì thì nói nhưng mà lực bất động tâm. Dạ, dạ. Vâng. Thì con cảm ơn bố. Những cái này thì bố cũng nói với con khá nhiều. Và con cảm ơn bố rất là nhiều. Và hôm nay thì con cũng muốn gọi điện trong cái lúc mà nghĩ về bố mẹ nhiều nhất ấy, thì con muốn gọi về. Cảm ơn bố rất là nhiều đã sinh ra con và dạy dỗ con đã trưởng thành đến rất là nhiều. Và có rất nhiều kỷ niệm mà con nhớ. Và cuối cùng thì cái chương trình ấy thì nó cũng cuối cùng thì con muốn nói với bố là con rất là yêu bố mẹ, con rất là yêu bố mẹ rất là nhiều. Thì cái này con tin rằng bố mẹ cũng cảm nhận được phần nào trong cái những cái thể hiện gần đây của con. Dạ. Thôi con cảm ơn bố, thôi con gọi điện về, tiếc quá không còn được mẹ. Dạ, bố yên tâm bố nhá. Rồi bố phải đi rửa mặt. Dạ. Đi rửa mặt cho mẹ. Mẹ dạ. Đi cái. Dạ. 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 Mẹ thì già yếu nhưng mà vẫn cố gắng. Dạ. Con vẫn cố gắng. Vâng, ạ, vâng. Con cảm ơn bố. Bố sức khỏe. Vâng. Bố nói lại một điều như vậy là cũng bố sức khỏe. Không là đối với bản thân mình phải ăn mà. Hôm nay con nói điều này bố nói còn bố không muốn nói nhiều. Dạ. Nhưng được. Năm mới thì bố nói với con là cho nó có cái sức khỏe rồi là ăn mặc làm sao cho nó vào mắt mọi người. Dạ vâng ạ. Dạ. Và đồng thời là giữ gìn cái mái ấm gia đình cho nó tốt. Dạ. Vợ chồng nhau ngày mai là hai đứa con rồi. Thế thì là bố mẹ ở nhà thì bố mẹ rất thân thân về công việc nào của con. Bố suy nghĩ là nếu ở thế mình mà nói thì nó bên đây này là nó không ổn định đâu. Dạ vâng. Còn Hà Nội biết phát triển như thế nào nhưng nói với con là bố nghĩ mà nó không phát triển mà con cứ đóng thuế mà không tính việc khác nữa là bố nói con không kiếm được kinh tế để mà lo toan cho cuộc sống đâu. Vâng. Dạ. Dạ. Thế nên bố rất băn khoăn trong việc của con này chứ không phải như vậy bố mừng con ở bởi vì ở hết mình như vậy con Hà Nội nó phát triển nó tất nhiên là trong một cái lúc nào đó chẳng phải công việc gì nó ổn định công việc. Trong lúc này thì nó khi phát triển tốt nhưng mà trong tương lai nó phải khác. Dạ. Kể cả các nhà máy vậy nó sản xuất như bố nói còn như liệu rồi vậy trước thì rất uy tín nhưng mà đến thời điểm được thiết lập thì dạ vâng bố ơi thì bố ơi dạ vâng con cảm ơn bố thì con cũng rất là xin lỗi vì để cho bố phải lo lắng và trăn trở rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua thì con cũng sẽ tập trung hơn để mình đạt được những cái thành tựu tốt hơn trong cái thời gian tới. Thì cái này bố cứ yên tâm. Dạ. Thế con cảm ơn bố nhé. Bố nói là con người đã bé rồi. Dạ. Là bố có hiểu nhưng bố cho mẹ nói một quan điểm của bố để cái tóc ra cho nó tự tế lại đi. Dạ, dạ. Con đã biết rồi cái tư tưởng con như thế nào nhưng mà thôi thì như vậy là có bệnh thì chữa nhưng mà cái tóc thì cho nó đàng hoàng tử tế là như cái ảnh đại diện năm nào đấy thì ăn mặc như thế nó chững chạc hơn ngon nó vào mắt hơn. Dạ vâng ạ.
Chứ còn lại để cái tóc bên cái đầu như thế là bố mẹ cũng đồng ý được. Dạ, vâng ạ. Vâng, con cảm ơn bố. Về lòng tôn kính về đời người yêu với bố mẹ. Bố mẹ và thẳng thắn như vậy để con tiếp thu. Dạ, dạ, vâng ạ, vâng ạ. Dạ vâng, thôi con cảm ơn bố, con tắt máy thôi nhá. Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn Lâm, rất tuyệt vời, hôm nay sẽ kết nối cả mẹ luôn. Và nếu như hôm nay em gọi được cho mẹ, chưa chắc thì em đã kết nối được với bố. Đó, nhưng mà may là em không gọi được cho mẹ, nên là em sẽ kết nối được cả mẹ lẫn bố luôn. Chúc mừng Lâm nhá, chúc mừng Lâm. Cảm ơn thầy ạ. Và với cái cảm xúc này thì thầy muốn cho mọi người tĩnh lặng để nghe một bài hát nhá. Sau đó thì mọi người sẽ, ai mà ổn rồi thì hãy rời Zoom. Và 8 giờ thì thầy có một cái chương trình suốt cả ngày hôm nay cùng với cộng đồng. Mọi người hãy chia sẻ nhá, có tự gửi cái đường link để mọi người dự cái chương trình hôm nay, để thầy nói rõ hơn cái nguy cơ trong thời đại và cái xu thế nó như thế nào, để chúng ta biết được cái con đường, cái hành trình chúng ta đi, để đừng có lầm đường lạc lối nữa, tại vì chúng ta đã đi sai nhiều quá rồi. Thì trong cái bài chia sẻ nguyên ngày hôm nay, thầy sẽ phân tích cho anh chị em rõ hơn, bật hơn, và chính anh chị em sẽ khai phá được cái đâu là cơ hội, đâu là cái điểm sáng bên trong mình, để mình có một cái hành trình đi đúng, đừng đi sai nữa, đúng không ạ? Khởi nghiệp cũng vậy, đừng đi con đường sai nữa, tại vì sai lại sửa lại rất là vất vả, nên là hãy chọn con đường đi đúng. Thì cái hành trình đúng luôn luôn nó gian truân các bạn, cái con đường đúng luôn luôn nó gian truân, cái con đường thành công của ai cũng đầy chông gai hết, chứ không có phải là tự nhiên mình có được đâu. Đó, giống như đầu giờ thầy có chia sẻ để mở chương trình ngày hôm nay, cái con người anh hùng, để mình nuôi dưỡng cái con người anh hùng trong mình, nó cả một kỳ công, cả một sự nỗ lực, cả một sự bứt phá, đúng không ạ? Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.